Bản tin y tế sức khỏe, cung cấp cho bạn các thông tin chăm sóc sức khỏe hữu ích mỗi tuần. Bác sĩ thận cảnh báo 10 thói quen hại thận, cái số 1 còn hại hơn cả ăn mặn. Sau 40 tuổi, chức năng thận, giống như thị lực và não, sẽ tiếp tục già đi và suy giảm. Qua 20 năm kinh nghiệm làm bác sĩ chuyên khoa thận, bác sĩ Hong Yong-siang, Đài Loan, Trung Quốc, nhắc nhở mọi người nên tránh xa 10 thói quen gây hại cho thận hàng đầu, nó còn nguy hiểm hơn cả việc tiêu thụ quá nhiều muối. Uống quá ít nước. Thận cần nước để hoạt động bình thường. Nếu bạn uống không đủ nước thường xuyên có thể khiến nước tiểu có nồng độ khoáng chất và chất thải cao hơn, dẫn đến sự hình thành sỏi và gây bệnh thận, từ đó dễ ảnh hưởng đến chức năng thận. Do đó, bạn nhớ uống nước đầy đủ mỗi ngày. Chế độ ăn nhiều dầu, muối, đường. Ba nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận bao gồm tiểu đường, cao huyết áp và bệnh gút đều liên quan đến chế độ ăn nhiều dầu, muối và đường. Do đó, mọi người nên giảm mua đồ ăn bên ngoài, hạn chế dùng các loại nước sốt làm sẵn và sử dụng các loại gia vị tự nhiên như hành, gừng, tỏi, ớt và tiêu thụ nhiều chất xơ hơn. Hút thuốc và ô nhiễm không khí. Hút thuốc và ô nhiễm không khí không chỉ làm tổn thương phổi mà còn làm hỏng mạch máu ở thận và quá trình trao đổi chất. Để bảo vệ thận, tốt nhất bạn nên bỏ thuốc lá. Khi ô nhiễm không khí nghiêm trọng, hãy nhớ đóng cửa sổ và hạn chế đi ra ngoài. Căng thẳng và thức khuya. Ngoài khả năng miễn dịch suy giảm, huyết áp cao và thức khuya còn dễ dẫn đến tụt huyết áp, giảm lượng đường trong máu, tiểu nhiều lần vào ban đêm, đây thường là những yếu tố quan trọng khiến chức năng thận suy giảm. Nên có thói quen đi ngủ sớm, dậy sớm và tranh thủ tập thể dục, thiền định để giải tỏa căng thẳng. Lạm dụng thuốc giảm đau, kháng sinh và thuốc không kê đơn. Thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, thuốc cảm, thuốc chống viêm đều có thể dễ dàng mua ở tiệm thuốc nên nhiều người dễ lạm dụng. Dùng thuốc bừa bãi trong thời gian dài có thể gây tổn thương thận mãn tính. Tốt nhất không tự ý mua thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Đồ uống, đồ ăn nhẹ và thực phẩm chế biến. Những thực phẩm chế biến sẵn tiện lợi lại phổ biến nên không ít người ăn nó 3 bữa mỗi ngày. Những thực phẩm này ẩn chứa nhiều muối, chất béo, đường, không tốt cho thận. Tốt nhất nên tự nấu thức ăn tại nhà, ăn nhiều rau quả theo mùa và uống nước đun sôi để nguội. Nhịn tiểu. Nhịn tiểu lâu sẽ có tác động rất lớn đến cơ thể, chẳng hạn gây nhiễm trùng đường tiết niệu tái đi tái lại, sỏi đường tiết niệu, bệnh gút, khiến chức năng thận bị lão hóa nhanh chóng về lâu dài. Thói quen nhịn tiểu cũng dễ dẫn đến việc khi về già dễ đi tiểu thường xuyên, xón tiểu, tiểu gấp, do đó đừng nhịn tiểu lâu. Lười vận động. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ngồi lâu là một trong 3 thói quen hàng đầu có thể rút ngắn tuổi thọ, tổn thương cơ thể, gây tổn hại đến tim, phổi, gan, thận, khả năng miễn dịch, thần kinh não, cơ xương, trao đổi chất. Nếu bạn ngồi hơn 6 giờ thì mỗi giờ tăng thêm sẽ gây tổn hại tương đương với việc hút 2 điếu thuốc. Sử dụng thực phẩm chức năng bừa bãi. Nhiều người có thói quen thường xuyên bổ sung các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo tốt cho sức khỏe như thuốc giảm cân, thuốc giải độc, thuốc phòng bệnh xương khớp. Việc này kéo dài có thể gây suy thận, nên tham khảo ý kiến bác sĩ và thường xuyên theo dõi chức năng gan và thận. Sử dụng sai hộp đựng thức ăn, đồ uống. Đựng đồ ăn nóng trong hộp nhựa, hộp xốp hay ăn uống bằng các loại bát đũa nhiều màu sắc có thể vô tình tiêu thụ nhiều chất dẻo và kim loại nặng. Mọi người nên kiểm tra nghiêm ngặt các hộp đựng thức ăn, đồ uống, đồng thời nhớ chọn nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn và chất liệu an toàn.